Yo, chào mừng các bạn đã quay trở lại với channel của mình. Mình là Vũ Lít và hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn cách để tạo ra Ben 10 ở trong Minecraft mà không cần phải sử dụng đến mod các bạn ạ. Chúng ta chỉ cần sử dụng đến comment block thôi. Và cái này mình chỉ hướng dẫn cho những bạn nào chưa biết thôi nha. Còn bạn nào biết rồi thì có thể không xem. Tuy nhiên mình biết là có rất nhiều bạn chưa biết cho nên là mình sẽ hướng dẫn cho các bạn chưa biết. Thì đầu tiên là chúng ta cần một cái comment block nè. Rồi chúng ta cần một đá đỏ, cần 9 khối ngọc lục bảo, cần một cái đèn hiệu và một cái thủy tinh màu xanh lá mạ nhá. Bắt buộc phải là màu xanh lá mạ các bạn ạ. Mặc dù mình rất là thích màu hồng, tuy nhiên là chúng ta không thể sử dụng được thủy tinh màu khác mà phải là thủy tinh màu xanh lá mạ mới đúng. Một cái sao nether và cái chữ thập này chả có công dụng gì các bạn ạ, mình chỉ để cho đẹp thôi. Đầu tiên ấy thì cũng có nhiều bạn chưa biết cách để lấy ra cái cái comment block, cho nên là hôm nay mình sẽ hướng dẫn các bạn lấy cái comment block luôn. Để cho các bạn nào chưa biết, đầu tiên là các bạn sẽ ấn hit này, rồi các bạn tap, rồi các bạn tap thêm lần nữa, rồi các bạn ghi chữ comment, thế là các bạn được một cái comment block. So easy đúng không? Cái này thì chắc bạn nào cũng biết rồi, cho nên mình cũng không cần phải nói nhiều về cái vấn đề này. Sau đó là các bạn sẽ đặt cái comment block này xuống, sau đó là các bạn sẽ pass cái câu lệnh này ra nhá. Thì sẽ có hai câu lệnh và hai câu lệnh đó mình sẽ đều để dưới description nhá. Đây, đầu tiên là cái câu lệnh đầu tiên đã hoàn thành nè, mình sẽ để cái này đây, sau đó chúng ta sẽ tránh xa ra. Đây thì nó sẽ ra cho các bạn cái một cái lõi đầu tiên này. Đấy các bạn có thể thấy là, nhưng mà chúng ta cần phải nhập câu lệnh thứ hai nữa. Với cả là bây giờ chúng ta cần phải có một cái resource pack nữa các bạn. Nếu các bạn không có resource pack thì các bạn sẽ không làm được đâu. Hiện tại mình đã cài rồi. Mình sẽ để link tải cái resource pack này với cả hai cái câu lệnh ở dưới description nhá, để cho các bạn làm theo cho nó dễ. Đây thì đây mình đã có cái thêm một cái comment block ở đây và bây giờ mình sẽ nhập câu lệnh thứ hai vào đây. Rồi bây giờ mình sẽ lại gần và nhập câu lệnh thứ hai vào. Xong rồi, thế là bây giờ là bạn sẽ cầm cái đá đỏ này kích hoạt thêm một lần nữa. Rồi thế là thành công nha mọi người. Thì bây giờ chúng ta có thể chế tạo được cái đồng hồ của Ben 10. Thì bây giờ chế tạo cái đồng hồ của Ben 10 như thế nào thì các bạn sẽ đi ra một chỗ khác, bởi vì nếu mình đứng ở đây mình nghĩ là nó sẽ lắc á, cho nên là mình sẽ không làm, mặc dù máy mình nó mạnh vãi cả trường ra. Mình đùa đấy. Thì các bạn cần 9 cái ngọc lục bảo ra, các bạn sẽ đặt kiểu này 1 2 3, đấy 4 5 6. Đấy các bạn biết cách để đặt đèn hiệu đúng không? Đây, nhưng mà thay vì các bạn đặt kim cương hay là sắt vàng thì các bạn sẽ đặt ngọc lục bảo, các bạn đặt cái đèn hiệu ở đây. Và các bạn nhớ đặt cái màu xanh này lên đây nhá. Đây đặt, mặc dù đặt cái màu xanh hơi khó này. Đấy phải ấn shift để đặt vào. Đấy nó sẽ có cái màu xanh này. Các bạn nào mà xem Ben 10 sẽ biết là nó hay tỏa cái hào quang màu xanh này. Sau đó các bạn vứt cái sao nether ra. Đấy. Sau đó là trời đất dung hoa, vạn vật sinh sôi. Đó các bạn thấy chưa? Có một cái thiên thạch đang rơi từ trên trời xuống. Đùng. Đó các bạn thấy chưa? Và bây giờ mình đã sở hữu được cái đồng hồ của Ben 10. Rất là nhiều những cái, đây là những cái vật thể lạ rơi từ hành tinh khác xuống dưới các bạn ạ. Các bạn đừng quan tâm nhá. Đây mình sẽ lấy những cái vật thể lạ luôn nhá. Nó bay lơ lửng ở trên không này. Đó. Xem con nào lấy luôn nào. Lấy luôn. Ok. Thế mình đã lấy được tất cả mọi thứ mà mình cần lấy rồi nhá. Đây là cái tất cả những thứ của Ben 10 mà chúng ta không cần sử dụng đến mod mà chỉ cần xài đến resource pack thôi. Đây. Và cái lý do tại vì sao mà chúng ta cần đến resource pack thì một tí nữa mình sẽ nói cho các bạn biết. Bởi vì nếu như không có resource pack thì nó rất là khắm các bạn ạ. Nhưng mà bây giờ chúng ta sẽ tìm một chỗ khác để test cái có ở trong cái comment block rồi nhá. Ok, thì như bạn để thấy là hiện tại mình đang có 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 quả trứng các bạn ạ. Bây giờ mình sẽ test từng quả trứng một để xem như thế nào nhá. Đây quả trứng đầu tiên đây. Mình sẽ gọi ra một con bốn tay các bạn ạ. Đó. Một con bốn tay. Con này thì chắc bạn nào mà xem Ben 10 sẽ biết. Mình cũng ít xem Ben 10 nên mình không rõ lắm các bạn ạ. Con này là con linh hồn à? Bạn nào mà xem Ben 10 sẽ biết đó. Mình xin nói nhắc lại là mình không có xem Ben 10 nhiều, cho nên mình cũng không có rõ mấy cái nhân vật nó tên là gì và cụ thể như nào. Con này như là cái con chạy nhanh này. Con này như là cái con chạy nhanh vách trưởng à, đúng không nhỉ? Đấy. Là cho bạn nào mà xem Ben 10 nhiều thì chắc các bạn biết, còn mình thì không biết. Rất xin lỗi nhá. Con này là con, mình cũng không rõ con này là con gì luôn các bạn ạ. Con kia như tàng hình được hay sao đấy. Con này khỏe vãi cả đạn luôn đúng không nhỉ? Con này là con gì nhỉ? Mình chưa rõ này. Có thêm một con nữa này. À con này nó lăn được thì phải. Hình như con này nó lăn được luôn hay sao. Mình không biết đâu nha. Con này là con người lửa. Con người lửa nó quăng được lửa luôn thì phải. Rồi đây có thêm một con nữa này. Xem nào. Bọ à. Bọ này. Con này bay luôn này anh em. Ghê. Thêm một con nữa này. Con này là con băng hay gì này các bạn. Con này hình như là con băng hay gì ấy nhở. Không rõ lắm. Ok con tiếp theo nào. Con này ui. Con này như con cá đèn hay sao các bạn. Con này như con cá đèn nó có thể đi ở dưới nước hay sao đấy. Nhìn khá là lạ đúng không.
lạ với mình nữa. Ủa, vẫn là con này à? Ờ, con tiếp theo. Ồ, vậy là chỉ có mấy con như này thôi các bạn ạ. Vậy là hình như mình vừa nhặt thừa rồi sao ấy. Đúng nhỉ? Mình vừa lấy hai cái này rồi. Ơ không, con này là con mới này. Con hình. Ô con tí hon, con này như thông minh vách cả trường, nó có thể vặn vặn được cái vẻ. Hồi trước mình chơi bên 10 mình thấy có cái cảnh nó vặn vặn mấy cái kia. Đây, đây là tất cả những thứ của trong bên 10 này. Tuy nhiên là cái quan trọng nhất vẫn là cái đồng hồ. Đấy, các bạn thấy là chủ yếu là chúng ta sẽ sở hữu cái đồng hồ Omachit này này. Omachit này ở trong bên 10 đấy. Bây giờ mình sẽ có thể biến thành những con này luôn. Đây, các bạn thấy à? Đâu, ô, từ từ. Mình quên cách để biến thành mấy con này như nào rồi. Như là mình có thể biến, đây là human là người đúng không? Chúng ta biến thành con Vesta. Ủa, biến này, đây. Ế, vẫn thế các bạn ạ. Từ từ, để biến thành con khác nào. Con bốn tay nè, đây, biến thành con bốn tay này các bạn. Mình đã biến thành con bốn tay. Đó, con đỏ đỏ bốn tay. Con này thì có công dụng là gì nhỉ? Mình chưa rõ lắm. Mình chưa, à, con này có, đâu à, mình sẽ game mod không nhá. Để xem là con này có công dụng. Ui, à, sao đánh tao? Đậu phộng, đánh mình kìa các bạn. Cút. Ơ sao con này cứ đánh mình kìa. Con này chạy bắt chậm luôn. Ôi, bị con chạy nhanh đuổi đánh nhỉ. Con này là con bốn tay. Nhìn tù vãi. À, đậu phộng sao nó đánh mình kìa nhỉ. Mình có làm gì có hại nó. Ờ, mình xem mình biến thành con khác nào. Vesta này. Đây hình như con Vesta. Ui, con này chạy nhanh ngay sau này. Ê, ui con Zubicon. What, sao chúng nó đuổi cả đàn đuổi đánh mình vậy? Mình còn chưa kịp xem công dụng là cái gì nữa cơ. À, con này là con chuồn màu cam. Đậu phộng, con này nó lăn được thật nè. Đậu, từ chạy đã. Đậu xanh rau muống. Mình còn chưa kịp xem công dụng của mấy con này thì mình đã bị đánh như sờ bờ lờ đấy các bạn. Đây, mình sẽ biến con này đây mà. Ô, con này là con, à, con nhỏ nhỏ này các bạn. Con nhỏ nhỏ này. Đậu phộng vẫn cứ bị đánh rồi. Ê, fuck you. Nó cứ đánh mình ấy nhở. Ừ, mình sẽ game 1-0 đi. Sao chúng ta đánh mình ấy nhở? Tuy nhiên chúng ta đều là một dạng mà, tại sao các cậu đánh tớ? X xạo lộ xạo là nhầm. XLR8 các bạn ơi. Ủa sao mình không biến được con XLR8 được ta? Có mấy con mình không biến được này. À đây. Đây là con chạy nhanh này các bạn. Con này chắc chạy mắt nhanh này. Đó, ui, con này chạy nhanh lắm anh em ơi. Bạn nhìn này. Đó. Ừ, mỗi con nó có một cái công dụng ấy. Tuy nhiên mình cũng không rõ công dụng của mấy con này cho nên là mình cũng không dám chắc để nói các bạn. Ui, con này chạy mắt nhanh luôn anh em ơi. Đấy các bạn thử thấy là con này chạy mắt nhanh luôn. Vậy là mình cũng mình nói đúng rồi. Rồi chúng ta sẽ bị, ui cái gì đấy, cuốc kim cương bắt được heo. Ờ, tí nữa các bạn sẽ thấy được cái cảnh đằng sau hậu trường các bạn ạ. Ờ, đây Uchati. Sao mình ấn không được nhá. Ờ, ấn mãi được. À, biến đây con màu xanh này này, nhìn khá là buồn cười. Rồi biến tiếp nào. Ờ, Uchate rồi, bây giờ biến thành con Dimante mà. Mỗi con nó một cái công dụng khác nhau, mình chưa hiểu cái công dụng của mấy con này này các bạn. Chắc là nó sẽ có skill kia ở đây. Các bạn nhìn này, nhìn đẹp không? Chất lượng không? Đấy, nó nằm được luôn này. Các bạn thấy chất không? Nằm được luôn này. Wow, nằm được luôn này. Yeah, yeah, nằm được luôn này các cậu. Ok, mình sẽ biến dạng tiếp theo nhá. Đây, Aquatito. Ôi, biến này con người cá này các bạn. Không mà vịt. Nằm luôn. Ủa, con này mình như xem bên 10 mình chưa thấy con này. Hề, trong bên 10 mình chưa thấy con này. Còn những con khác mình đã thấy rồi. Nhưng mà con này, thậm chí con này mình chưa thấy lần nào luôn ấy. SF. Con này bay được hay sao ấy? Không bay được à? Ủa, con này con ong mà không bay được ấy. Các cậu. Con này có cánh này mà nó không bay được. Vãi trường. Để xem nào. Fantasivitico. Con này là con gì đấy? Con này mình cũng chưa thấy trong bên 10 luôn. Sao mấy con này nhìn lạ nhỉ? Chắc là tại rồi mình không xem bên 10 nên mình không biết đấy các bạn. Cha ma. Cha má. Con này con lửa này. Nhưng mà không biết bắn lửa như nào các bạn ạ. Rồi bây giờ mình xem thử. Đây con cuối cùng này. À con này lăn được này. Mà mình không hiểu cách nào để lăn đấy. À đây lăn này anh em. Ấn chạy nhanh thì nó lăn. Chỉ khác là ngộ nghĩnh. Yes. Các cậu thấy sao? Hay ui lăn chết con gà luôn à. Vãi. Lăn chết con gà luôn. Ui đậu. Con lăn mà chết con gà luôn đấy các bạn. Vãi. Con này bá rồi nha, lăn chết con gà luôn. Lăn chết con cừu luôn. Chứng tỏ đam mạnh phết. Ok, bây giờ mình sẽ cho các bạn biết lý do nguyên nhân tại vì sao ấy mà mình lại sử dụng cái resource pack nhá. Bởi vì một cái lý do cực kỳ đơn giản luôn.
nếu như các bạn không sử dụng dispatch ấy, thì những cái con của các bạn nó sẽ nhìn như thế này này. Đây, bây giờ mình sẽ gỡ cái dispatch cho các bạn xem nhá. Đây, mình sẽ gỡ cái dispatch Ben 10 cho các bạn xem này. Xong, đó. Lý do tại sao chúng ta cần phải dispatch đấy, nếu mà chúng ta không sử dụng dispatch thì cái này nó sẽ là một cái cuốn sách, còn mấy cái này nó chỉ là mấy cái cúp với mấy cái vớ vẩn thôi các bạn đấy. Đó, thì thế mà đây là cái lý do mà chúng ta phải sử dụng cái dispatch. Đó, các bạn thấy chưa? Đấy, thì nếu như bạn nào mà thực sự mà muốn chơi cái mod này đấy thì các bạn nhớ cài đến Shopback nha. Ok, cảm ơn các bạn đã theo dõi clip. Còn bây giờ thì bye bye.